Music xin thân chào tái ngộ với tất cả quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là mùng 6 Tết, thì lời đầu tiên chúng tôi xin gửi tới chúc cho quý vị một năm Nhâm Dần được vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và được một năm Nhâm Dần tốt hơn là năm ngoái. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có được một người ca sĩ từ bầu trời châu Âu, từ Paris, bên Đan Phát, có sang thì nhân tiện chị Lệ Thu hát cho những cái show và đi công du ở California, thì có được chị ghé tới Poppy Music để trình bày những bản nhạc Pháp của Christophe mà chúng tôi rất là mê thích từ xưa. Thì chúng tôi xin giới thiệu quý vị ca sĩ Nguyễn Lệ Thu. Lệ Thu xin chào anh Lý, Lệ Thu xin chào tất cả quý vị. Và cũng nhân đầu năm mới, Lệ Thu cũng xin chúc anh chị và quý vị một năm mới an khang, hạnh phúc và mọi sự an lành. Cảm ơn chị Lệ Thu. Thì cho mình hỏi là chị Lệ Thu thì như mình đã biết đó, thì là hồi xưa thì là chị Lệ Thu là quê ở miền Nam, nhưng mà lại sinh ra rồi xong rồi lớn lên ở Đà Lạt. Thì thật là cái thứ Đà Lạt nó rất là thơ mộng, thành ra rất là nhiều ca nhạc sĩ Đức Huy, Khánh Ly và rất nhiều những người khác. Thì là chị Lệ Thu có thể là sống cái bầu trời Đà Lạt mà thơ mộng như vậy thì chắc là hát nhạc. Nhưng mà hồi xưa đó thì chị Lệ Thu có học trường ở trên Đà Lạt, học trường nào? Dạ, hồi ba em thì dân là ở Vĩnh Long, má em ở Sài Gòn, mà ông bà thì lên Đà Lạt sinh sống. Thì em sinh Đà Lạt. Anh nói là Đà Lạt thơ mộng thì lúc đó thì em nghĩ là cũng rất là đẹp. Rất là đẹp, mộng, đúng rồi. Nhưng mà ở đó mình còn nhỏ xíu à. Thì không, chắc cũng không, không nghĩ. Không cảm được. Thì hồi nhỏ em học trường Khu Vôn Xoa Du, Đà Lạt. Rồi qua trung học thì em học bên Lycée Jacques. Tại là học chương trình Pháp. Thế rồi tới năm nào thì chị Lệ Thu vô Sài Gòn để mà đã hát rồi, hát từ hồi ở mấy trường tiểu học, trung học chưa? Hay là vô Sài Gòn rồi mới? Anh biết ngày xưa bà má em khó lắm, không có cho hát họ gì hết. Thì ở nhà em cầm cái guitar em hát chơi vậy thôi. Thì năm 77 em về Sài Gòn em học đại học mỹ thuật. Thì lúc đó em mới đờn hát với lại bạn bè trong trường thôi. Thì có một ông thầy đó, ông tới ngồi em nghe. Tức là nhạc sĩ Dương Thụ. Dạ, lúc đó em không biết ông là Dương Thụ. Không biết không? Dạ, không biết. Mà ông dạy, đúng không? Ông dạy chương trình. Ông dạy văn, dạ. Ông dạy văn, dạ. Rồi cái ông thấy tụi em hát vậy đó, cái ông có đề nghị lập một ban nhạc để đi giao lưu với lại các ban nhạc của các trường đại học khác. Thì lúc đó em vẫn chưa có là thực thụ là dân chuyên nghiệp. Thì hát chơi rồi xong cái từ từ cái em bắt đầu em đi hát. Em hát cho cả cái ban nhạc của Thanh Niên Xuân Phong. Thì lúc đó em hát ở trong tao đàn thì anh Lê Hữu Hà và anh Đình Huấn, Quốc Dũng trong ban nhạc Hy Vọng đó. Mấy anh mới thấy em, mấy anh mới đến trường tìm em. Thì kêu em vô ban nhạc Hy Vọng thì năm đó là năm 79. Nhưng mà em đi học trong trường em không có thời gian, thành ra em bỏ. Nhưng mà cái trường mỹ thuật đó, tại anh đi năm 1975 á, chị Lê Thu, cái trường mỹ thuật của nó nằm chỗ nào? Nó nằm ngay Gia Đình á, nó gọi là Gia Đình, là ngay gần kế bên Lăng Ông bà Chiểu. Kế Lăng Ông bà Chiểu. Thưa quý vị, thì cái người ca sĩ này đã thể hiện rất là nhiều tài, và chị Lê Thu là không biết là hát nhạc Pháp, nhạc Việt, nhạc Mỹ, rất là dòng ngoài nhạc, nhưng mà còn có cái tài nữa là hội họa vẽ, tức là này vẽ tranh, rồi còn chưa gọi là thiết kế quần áo nữa, phải không? Nhiều tài quá. Dạ, nhưng mà thiết kế quần áo thì em học 2 năm ở Paris. Nhưng mà xong rồi em ra em phải bỏ, bởi vì mình không có kinh nghiệm thì không có sống được cái nghề đó. Tức là như vậy là sau khi mình chơi với lại hát cho ban nhạc Hy Vọng một thời gian thì chắc là hồi đó là chị Lưu đi gọi là du diễn từ Nam ra Bắc, đủ mọi chỗ hết. Vẫn chưa anh. Tại vì năm 82 thì em
ở trong trường nó kêu em thi, đi thi tiếng hát quần chúng. Ở đó nó kêu gọi tiếng hát quần chúng. Thì em thi năm 82 thì em được huy chương vàng. Thì từ đó em mới bắt đầu em là bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Thế cái bài nào mà đưa cho chị là tôi lên được huy chương vàng? Dạ, ngày xưa thì em hát cái bài gì của nhạc sĩ Trần Tiến là bài hát Vết Thương Tròn Trên Cát. Dạ, ngày xưa là nhạc, nói về một người thương binh đi đánh trận rồi bị tật, thì về thì đi bằng cái nạng. Cái nạng thì ông đi ngoài biển thì thành cái dấu nạng thành những cái vết chân vết tròn vết tròn. Không rất có ý nghĩa. Đó thì anh anh dạy cho các em những bài hát để nói là đó là cái ý nghĩa của bài hát. Thế rồi rồi năm thế năm nào thì lúc đó chị lại tôi mới đi sang Pháp. Dạ, em đi sang Pháp năm 95. Nhưng mà cái cơ duyên nào đi sang đó là vì đi du học trong trường về design, về quần áo hay sao? Thì em có cái ý định đó lâu lắm rồi. Nhưng mà khi mà ở bên hội nó gọi là trung tâm Pháp Việt mời em qua hát với nhạc sĩ Phú Quang. Thì em xin ở lại để em đi học và thiết kế thời trang. Em học xong rồi em mở lại luôn. Rồi thiết kế thời trang thì tại sao cái hồi đó? Tại vì Lê Thu nói là thiếu kinh nghiệm, nhưng mà nó không tách internship để cho mình vô những cái nhóm khó cái, nó gọi là cái vòng luẩn quẩn à. Và thí dụ như em xong 2 năm em ra trường, cái em đi xin đi làm, hỏi mày có kinh nghiệm không? Mà em không có kinh nghiệm thì em không đi làm được. Mà nếu không đi làm thì làm gì có kinh nghiệm? Thôi để em bỏ luôn. Rồi lúc đó là bắt đầu đi hát chưa? Dạ không, em qua là em bắt đầu đi hát liền. Đi hát liền. Thế thì hỏi với lại chị Lê Thu là khi mà hát thì bên đó thì chắc chắn là chắc cũng hát nhiều chỗ toàn châu Âu, thì hát những cái club thì cái hát cái club ở bên châu Âu nó khác với lại chắc chắn là nó khác bên Việt Nam mình rồi. Nhưng mà cái không khí với lại cái dàn cảnh nó sao, với lại một tối thì Lê Thu có chạy được nhiều chỗ như là chạy show như hồi Việt Nam không? Dạ không đâu anh. Ở Việt Nam thì trung bình một tối em chạy 6-7 chỗ. Đúng rồi. Em nhớ một đêm Noel em hát 13 chỗ. Nhưng mà qua bên Pháp thì chỉ có cuối tuần, thôi. Rồi em qua thì lúc đó em có liên lạc với chị ca sĩ Hòa My. Thì giới thiệu em đến một cái nhà hàng. Thì em hát mỗi cuối tuần trong cái nhà hàng đó. Lâu lâu thí dụ người ta làm show, người ta mời thì tụi em đi. Nhưng mà nói chung ở Pháp thì show thì không có nhiều. Thường thường tụi em hát thì trong mấy nhà hàng thì hát thường xuyên cuối tuần thì còn nhiều hơn. Còn những cái ban nhạc thì chắc là toàn là ban nhạc Pháp hay ban nhạc Đức, hay là mỗi lần mà chị Lê Thu đi những cái thành phố khác của những cái nước ở bên Âu châu Âu thì những cái ban nhạc khác hết đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thường thì họ thích cái loại nhạc gì? Nói chung là em hát đủ loại nhạc. Em hát nhạc Việt, nhạc Pháp, nhạc Mỹ. Thì em thấy tùy tình hình của cái nơi đó để em hát. Thế rồi từ khi mà ở bên đó rồi, chị Lệ Thu là đi hát như vậy trong ban ngày đó, thế có làm cái việc gì khác là ngoài chuyện đi hát hay không? Thì sau này thì em làm cho nhà nước. Làm cho nhà nước của Pháp. Em làm nó gọi là em làm trong tiếng Anh là human resources. Thì em lo cho nhân sự, lo lương, lo phạt được kia. Nhưng mà cái này là của nhà nước của Pháp, tức là trong cái bộ federal của nó. Nó gọi là cái sở của em á, là tất cả bên đó gọi là giọt sát, là những tất cả thuế má, tất cả của nước Pháp, của nước Pháp đưa cho cái sở của em. Thì sở của em nó phân phát xuống cho security, đi xã hội ha. Xã hội security social. Xã hội rồi cho những người già, hay là cho những người nói chung là trợ cấp. Đó thì em làm cái sở đó.
Thế rồi trong cái thời gì kỳ mà Covid thì bây giờ chắc bên nó cũng đỡ rồi, họ nó mở ra rồi ha. Dạ, bên Pháp bây giờ em thấy hiện tại thì em thấy bạn bè em đi chơi tập đi chơi lại. Thế thì kỳ kỳ này thì chị Lệ Thu sang đây chắc hát được khá nhiều show, nhưng mà tương tự là ở Los Angeles County rồi xong rồi lên đây có show của chị DJ, nhưng mà có đi những cái tiểu bang khác hay không, hay không có đủ thời gian? Dạ, em đi như vậy là cũng một tháng rồi đó. Nếu mà em đi về ngày 23, 24 là về tới Paris là coi như một tháng. Thì có anh mời em ở lại thêm ngày 13 tháng 2, nhưng mà em đi nhiều quá thành là em xin phép em, em phải về. Tại vì đi vacation như vậy cũng nhưng mà bên đó, nhưng mà sao summer lại không đi, mùa hè lại không đi, tại mùa hè thường thường được nghỉ phải không? Dạ, bây giờ thì em hỏi anh, bên Pháp thì anh có ngày nghỉ nào, anh muốn đi lúc nào là anh đi à? Dạ, thì tụi em bên Pháp thì nó ngày nghỉ nhiều lắm. Và bây giờ em cũng hết đi làm rồi, thành ra muốn đi đâu thì đi. Thế nên mình có lạc loài lên trên Facebook, trên YouTube thì có thấy gọi là người chồng của chị Lệ Thu. Mà anh ấy rất là quý, nhưng mà anh cũng có cái channel riêng của anh. Rồi anh cũng để mấy cái bài của Lệ Thu hát lên trên đó, mà anh phải đề cập những bài tiếng Việt nữa. Thế thì anh có chơi nhạc không, hay là anh có biết nhạc không? Ông xã em thì ông tự học đánh trống, ông biết đánh trống. Dạ, nhưng mà không có phải là nghề, tại vì ông là kỹ sư, thành ra không có dính dáng gì văn nghệ hết trơn á. I see. Nhưng mà anh trông rất là đẹp trai, trông rất là đẹp trai. Thế thì khi mà Lệ Thu làm cái biết là mình biết là như Hulu cũng có vài cái đĩa, mới làm vài cái đĩa xong, một đĩa hình như là của nhạc sĩ Phú Quang không thôi, rồi một cái đĩa của Christophe luôn. Thế thì từ xưa là bao nhiêu đĩa mà đã làm rồi? Ngày xưa thì em ở Việt Nam thì người ta mời em thâu thôi. Thì hồi đó em ở Việt Nam thì em thâu nhiều. Nhưng mà khi qua Pháp thì em chỉ làm việc, em chỉ thâu được 4 dĩa cho người Pháp. Em không có làm cho người Việt Nam bên Pháp. Thì em có làm được 4 dĩa thì người Pháp vào phát hành thì em không biết. Xong đó thì khi em nghe tin Christophe đi vào nhà thương. Thì em nói là lúc này là lúc phải làm một cái CD. Thì em chưa bao giờ làm CD của em hết á. Thì đã em quyết định em làm một cái CD Christophe để tưởng nhớ tên Christophe. Bởi vì Christophe là thần tượng của những người Việt Nam. Thần tượng của tụi này, rất là thần tượng ha. Đó, thì em làm một CD của Christophe. Xong sau đó thì em nghe tin anh Phú Quang bệnh, thì em cũng quyết định làm một cái CD Phú Quang. Rất là có lòng. Và sau đó thì em lại thích nó, làm thêm một đĩa nữa, em gọi là Nostalgia. Tức là free đó, kỷ niệm là free. Nhưng mà khi mà chị Lệ Thu làm việc với lại những cái phòng thu ở bên Pháp đó, thì cái khuôn khổ, cái khung cách họ làm nó có khác như là hồi xưa của mình Việt Nam không? Tức là... Tại vì ở Việt Nam á, thì nó có cái phòng thu, anh biết không? Nhưng mà bên Pháp thì mắc quá cái... Cái người làm nhạc sĩ em làm việc thì là cái người nhạc sĩ đã mời em thu cho 4 cái dĩa bên, bên Pháp. Thì khi em làm thì em có hỏi. Thì bây giờ anh không có làm studio nữa mà anh làm ở nhà. Là studio ở nhà thì em tới em thâu thì thoải mái lắm. Thế rồi ban nhạc thì sao, thì họ cũng anh lo hết, take care hết. Nhưng mà sau đó rồi khi mà họ xuất bản những cái CD của chị Lệ Thu hát đó thì cái phần mà contract thì là nó sao, bao nhiêu percentage? Không có dính dáng gì hết, đó là em trả tiền để em làm cho của em thôi. I see, tức là tự self-funding nào lấy á. Ok. Thế rồi kỳ này có mang sang được đĩa nào không? Dạ có, em có mang 3 CD, một CD Christophe, một CD của Phú Quang. Nhưng mà nếu một CD Nostalgia. Nhưng mà nếu mà người ta muốn mua cái CD của chị Lệ Thu thì họ lên Amazon hay đi đâu mua được? Dạ không. Ở bên Mỹ thì em chỉ gửi cho một cô bạn thân nhất của em. Ai muốn quen thì liên lạc với cô bạn em thôi. Dạ, thế như vậy thì có thể, nếu mà chị Lê Thu nói chuyện về cái địa chỉ đó, nếu mà ai muốn thích những cái CD của Lê Thu thì có thể liên lạc với chị đó. Vậy có cho cái contact được không?
Dạ được anh, nhưng mà hiện tại bây giờ em không còn nữa. Ồ, hết Em rồi. tại vì em một số thì em gửi ở oxy, em không trên này em còn một ít, em còn một ít. Nhưng mà nếu mà có những người mà thương mến em mà muốn muốn mua CD thì em sẽ gửi qua thêm Đúng tiếp. rồi, đúng Dạ rồi. Kêu mình là làm thêm thôi, dạ là dạ đó hết. Cái gì có thể là trong cái kỳ này đi thì tưởng tượng là chắc là hồi trước thì như chắc bao nhiêu năm trước rồi để thu mới sang đây kỳ này, như kỳ trước cũng 10 năm trước hay là 5-6 năm trước. Không, em qua đây lần cuối là năm 2019. Oh, 19. 19 nhưng mà lúc đó em không hát, em qua để ăn đám cưới của con của cô bạn của em. Nhưng mà kỳ này đi là tại vì có anh Trần Quốc Bảo, rồi có nhạc sĩ Diệu Hương, rồi có DJ, có nhiều cái show là Dạ, đi đoàn có chúc. Jimmy Nhật Hà. Jimmy Nhật Hà nữa. Wow, thế là quý quá. Như thế thì tụi này cũng rất là cảm ơn chị Lưu Thu là đã có lòng ghé tới thăm tụi này. Thì là không biết là thế nào là rất là thích tụi này. Thật ra là cái Poppy Music rất là thích nhạc Pháp. Thì hy vọng rằng là có những chương trình mấy cái năm tới đó thì có dịp thì thế nào cũng mời chị để thu trở lại, mà có thể là chắc là hát ở ngoài. Anh mà hú em để em bay qua liền. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng cái buổi nói chuyện của với là chị ca sĩ Lệ Thu. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức cho cái Mon Ami Series 22 với tiếng hát của Lệ Thu Nguyễn với tám nhạc phẩm của Christopher. Thì trước khi dứt lời, cũng một lần nữa chúc cho Lệ Thu một năm mới, năm Nhâm Dần được vạn sự như ý, là ước điều gì thì được điều đấy, càng được nhiều show và đi chơi, nhất là bây giờ là Covid nó cũng đã tạm ngưng rồi, thì hy vọng là cái cuộc đời của tụi mình cũng là vui vẻ hơn với những tiếng nhạc, và nhất là có thể là làm thêm nhiều cái CD nữa để cho tất cả quý vị khán khách được thưởng thức. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi xin hẹn tái ngộ cùng quý vị với Mon Ami Series thứ 23. Trân trọng kính chào quý vị. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a pris sur cette plage dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, pour jamais trop de peine. Trên bãi cát vàng, hình dáng em buồn, nụ cười ôn nguyên buồn. Rồi trời đêm hôm, làn mưa vội xóa đồ,
nên người quen. Rồi anh sẽ khóc, sẽ khóc lên, khóc lên lòng đau triền miên. Rồi anh sẽ hét lên, hét lên gọi tên người quen. Rồi anh sẽ khóc lên, khóc lên lòng đau triền miên. Et c'est crié, crié, amusé pour prévenir. Et c'est pleuré, 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 pour chialer, pour le faire. Et c'est crié, crié, amusé pour prévenir. Et c'est pleuré. Oh,
Je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où.
et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Quand tu nous dis adieu, quand tu nous maman, et pour ma vie va ouais, ce moment, ton sang sera mais, em sống trong qua ngày, vết thương lan sâu vào tim, mà vô cùng khóc đau. Từ ngày anh rời xa, lạnh lùng bao ngày qua. Thao thức suốt đêm thâu, em uống cho với sầu, quyền đắng cay tình đầu, em mất anh thật rồi còn đâu. Lòng đau chưa xong, giờ tan thác đời nhau, người nỡ hờ hững phương trời nao. Giờ đây em như cánh chim dễ chết lúc nào không cần ai hay. Một mình đơn côi đau buốt cả đời ta, dòng máu cạn khúc khi người xa. Chờ anh quay quát đến khi nào đây, nhớ anh ra đi biệt biệt chân mây. Bóng đêm bao quanh em từ bao năm, anh bỏ mặc em. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio. Comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix, qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortit le soir. Et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as pas rêvé de nous sur les champs, tu m'as vidé. Malade, cerné de barricade. T'entends, je suis
côté. Le pont, le tien, dans sa cachette, il lui promet de la retrouver. Nous étions heureux. Tu n'es
tôi. Cho tôi, cho tôi, cho tôi quên người đi. Nhưng sao con tim vẫn cứ u mê. Thank you.
đau xót anh mơ mong là mặc cho bao lỡ là anh luôn thương tiếc cho tình vẽ vời silence.
m'exprimes mon désespoir. Mais tombe la neige, impossible manège. Ah, 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 ah. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la mer, tu te blancs de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence.